Ngày 24 tháng 4 tại Hà Nội, công ty LuxVen đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến quản trị nhân sự hậu Covid. Bên cạnh những vấn đề về tài chính, bán hàng và phân phối, chính sách chương trình tọa đàm trực tuyến đã tập trung vào vấn đề sống còn trong hoạt động nội tại của doanh nghiệp là vấn đề nhân lực. Giữa muôn trùng vây của Covid-19, ngoài tài chính, kinh doanh, thì vấn đề quản trị con người luôn là bài toán không dễ dàng để giải của các doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở các quyết định thấu tình đạt lý và hợp pháp liên quan đến cắt giảm lao động, lương thưởng, chế độ, doanh nghiệp cũng cần có những bước chuẩn bị sẵn sàng để quay lại đường đua một cách nhanh nhất khi dịch qua đi. Thời điểm này khi mà hậu Covid kết thúc thì thường là nhân viên họ sẽ có những cái thay đổi, những cái thói quen. Bình thường thì mình đang một mạch công việc, mình đang đi làm hàng ngày. Thế nhưng mà chúng ta lại có một gián đoạn một khoảng thời gian mà gọi là work from home, tức là làm việc tại nhà. Thì cái sự thay đổi thói quen đó cũng là một sự xáo trộn trong doanh nghiệp. Cái giai đoạn Covid mà giãn cách xã hội nó quá lâu, thành ra cái tính ỉ ở trong mỗi một cái nhân sự ấy, nó rất là lớn. Vậy thì bây giờ làm thế nào để quản trị được họ và để tạo động lực được cho họ? Đấy là cái mà tất cả doanh nghiệp đều quan tâm. Theo chia sẻ của các doanh nghiệp, dịch COVID-19 như một liều thuốc thử để biết được sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang thế nào. Đặc biệt, đối với vấn đề quản trị nhân sự trong giai đoạn này, theo ông Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dolphin Sea Air Service Corp, sẽ có 3 kịch bản cho các doanh nghiệp ở trạng thái tấn công, phòng thủ hoặc ngủ đông. Nếu trong trường hợp mà doanh nghiệp mà theo cái hướng mà gọi là tấn công ấy, thì chắc chắn là cái bài toán và thu hút thêm về vấn đề nhân sự ấy, trong cái lúc mà dịch bệnh như này thì nó sẽ tương đối là dễ dàng hơn. Là nếu mà trong trường hợp mà doanh nghiệp mà gọi là theo hướng phòng thủ, tức là mặc dù vẫn có doanh thu, vẫn có gọi là duy trì được nhưng mà theo hướng phòng thủ, thì lúc đó cái bài toán về mặt nhân sự ấy là mình làm sao mình phải hướng dẫn mọi người để vấn đề cung cấp chất lượng dịch vụ, duy trì những cái khách hàng hiện tại, đúng không? Và đảm bảo cái vận hành trong doanh nghiệp ấy, nó phải đủ tốt. Còn nếu trong trường hợp mà doanh nghiệp ấy, trong cái tình trạng mà để tình trạng là ngủ đông nhá, có nghĩa doanh nghiệp đó ví dụ du lịch hay những doanh nghiệp mà không có doanh thu ấy, thì cái vấn đề giữ bài toán nhân sự nó như thế nào thì là một câu chuyện nó cực kỳ nan giải. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, dù doanh nghiệp ở trạng thái nào sau dịch bệnh, thì bài toán cần thiết nhất hiện là khích lệ tinh thần của nhân viên để cùng đồng lòng với lãnh đạo vượt qua khó khăn. Đồng thời, đây cũng là thời điểm để lãnh đạo doanh nghiệp tăng cường việc lắng nghe tiếng nói của nhân viên. Doanh nghiệp quan tâm và tôn trọng sự lo lắng của nhân viên, thì tinh thần trách nhiệm gắn bó và cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn cũng sẽ tăng lên trong mỗi nhân sự chìa khóa này, để họ xác định đây là nơi thuộc về mình.